mà đi tới Thác Giang Điền mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới Thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em. Bây em cũng không biết làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chị nhận ra bạn này không? Gương mặt quen lắm á nghe. À, một diễn viên, một biên đạo múa. À, rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Phước Thuận đó, cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang. À, còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? À, dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ, tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Em trẻ luôn mà. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Là trời ơi. Sao trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ mặn. Mà gọi là bún mà sữa đúng không? Nghe câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Wow. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó. Người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình á, thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một chào vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Ừ đó. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Nhiều. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được cùng một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp, ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới Thác Giang Điền mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới Thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em. Em cũng làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về, ông lại lợi ngồi tiếp nữa. Mà vẫn nói. Nói từ Thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, sao này nó năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á, làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Mê chứ. Mê mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên mà mình bắt chuyện để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Ừ, em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về, bạn này có điện thoại cho em liền? Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin nhắn này. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình cái kia để mà chuyển qua mối tình này. Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy à, cái con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè, lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin. Mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Mà cứ không phải. Cứ nhắn tới là em hỏi, nhắn tới đúng là em không? Hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái thì nói là anh nè. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ kể em đang mê trai. Ủa sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải bắt đầu phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình?
Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Ừ. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á. Ừ. Cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Ừ. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Nhưng tại mà vì tự biết, dưng kèo dưới ngang ngược tại, vậy. Tại vì biết sao không, lúc đó là đang là em gái của em. Ừ, em gái nuôi á. Đây là đến lúc đó là, đi ra đường giới thiệu cho bạn bè. Ê, em gái tao, em gái tao. Ừ. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa tựa với nhau. Ừ. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thực sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn, bữa đó bận một cái đầm màu trắng rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời là anh là bạn trai, cho anh quen nha, cái kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không? Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á, là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. 5.000. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán đò, nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái rồi vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghiền tới nỗi mà giếng từng đồng xu chỉ để đúng để uống nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối, không uống nước ngọt. Ừ. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho trẻ. Trẻ, khỏe, đúng không? À, tôi là tôi thấy em uống nước ngọt không á nha. Bữa nào? Thì cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè. Thực sự mà nói luôn. Ủa, hai chị em mình phải uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối gì yeah. Bộ à. Sau đó tình yêu của các em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em. Nói chung là không chịu em luôn á. Lý do? Tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á, là muốn cho Dung đi nước ngoài. Nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều. Hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền. Cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, tao thấy mày khổ quá. Thôi bây giờ mày muốn lấy ai, mày quen ai, thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi. Nhưng mà sướng thì mày chịu, mà khổ mày cũng chịu. Sau này á, mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Ừ. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết. Cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bạn chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Ừ. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Ừ. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm. Là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này, là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang, là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á, là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc, và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á. Thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là
kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy á, thì cái điều đầu tiên cái người hạnh phúc sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang, để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dục Dân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn, thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như giống như là nổ lửa ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái là cũng coi gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Sau chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai, đồng vợ đồng chồng tắt biển đông mới cạn. Và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay. Như là hai vợ chồng mà cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được một chút rồi đó. Là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Đó chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đây, đã thứ nhất nè, để nó kể cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kẹt cái kiểu giống như là vô tâm, mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè tật đổ thừa đó, đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn. Mà không thấy ba đâu hết, bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt, đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong ok mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe à, em nói thẳng với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình. Tự nhiên ngồi cái sực nhớ giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại. Đâu phải lặng đâu, hết 3 đến 5 giây. Anh số điện thoại em nhiêu vậy? em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới nói đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả, nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho cái nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười. Xong lát hồi ra khét. Bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhân cơ hội này em có điều gì muốn nói với Dung hay không? Hai đứa tự nói nhau đứng đi. Nói đi, tôi bây giờ không thấy gì đâu. Tôi không đứng thấy gì hết. Thật sự đâu mà nói thì 10 năm, 13 năm hai vợ chồng quen nhau, tới ngày hôm nay thật sự ra mà nói là cảm ơn em rất là nhiều, để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang, để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều, và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Không cái cảm ơn hai đứa nha. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu, ảnh có xin bố mẹ
cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Trong khách sạn cái anh tức vậy, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mà tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao anh lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Không thì là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple of dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau, từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Yeah. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier. And then we talking, and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. The feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first date, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Con nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi như là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về, ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh. Xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smile, she offer help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu chứ? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Với lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy nó mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Dạ, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel.
I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, the men, they try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Từ đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Wow. Gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó. Thì em mới hiểu điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn rồi. Đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về, tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã đầy bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Và bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do việc nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ sơ thì không sao. Nhưng mà nếu mà chỉnh trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Còn gì nữa nè? Ngủ. Hay bị mộng du á, cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì lần hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh thức dậy anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Ủa, tại sao lại... mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Con vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Con đang nằm ngủ, anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ chỗ con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòm ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đó là đang ngủ mà. Nói là Paulo có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà hết trơn, rất là sợ. Bây giờ con mong Paulo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Dạ, I just hope you let calm down more. Let jealous. Trời giờ tới Paulo đó. She loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Rồi còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together because of me. She couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khá ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu, cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Did you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng mà tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. Do you want to have baby? I want, yes. But if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá,
thì chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được, cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á, khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó, thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu, cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Yeah, rồi, cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paulo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Yes. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời. Rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao? Rụng rời không? Con gặp con đứng thì xa. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi. Nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con không tin con 28 rồi. Trời ơi, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Không tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm với chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Như vậy đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. Trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông coi nhà con ở đâu? Dạ nhà con dưới Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 23, 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook đó là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi hả? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. Là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy một năm ạ. Trời vậy đó hả? Một năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng không có xác định là quen để cưới. Mới mà. Xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi. Vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á. Hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp. Thấy gái đẹp là vô tiên tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời. Đúng rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao? Rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa. Con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con kiểu... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu? Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới tiếp tục tìm hiểu á. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Rồi mới về. Sao ông tới nói chuyện luôn? Đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch. Chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà
tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không, dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi, tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi, nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á, con cứ hay nhập mèo về nuôi á, rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa rồi chích thuốc đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình, chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Dạ. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con thấy chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con, nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian ông cắt đứt liên lạc luôn. Thì lòi ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác. Ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé đó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai cũng về thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? Rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử, thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á. Dạ. Thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa, cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á. Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu nó làm. Nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy, nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ làm dạo nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang xăm, hơn. Nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi xuống miền Tây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ý còn cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có miền có Bắc đang luôn. Ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á.
với lại có mua tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500.000 một cái môi thôi, là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con lại con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ, chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Vậy hả? Dạ, tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ, không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng phải. Mà, ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc, có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi lúc mới ra nghề hư không chú? Bị xăm màu hoài đó. Cho nên là chỉ cần cái người đó nói là môi gì bị xăm màu là tới làm lại, không lấy đó, tiền đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau không? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con thử được không biết hả? Bắt chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ, sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ổng luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chở đi xăm dạo. Dạ. Rồi sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mặt là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chỉ kêu chứ cưới không có lãng mạn không có. Dạ không có gì hết, ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý nhưng vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai luôn ạ. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh nè, chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo, là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm, 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha. Rất là đầu tư đó. Bây giờ qua cái phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè. Ai khui trước đây? Chắc để con nói chứ. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á. Không có một cái tật xấu gì hết. Họ không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game vậy luôn. Không thương có bia rượu luôn. Cực kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiều tật xấu dồn vô vợ hết rồi.
Rồi có Hà, bây giờ nè, có Hà tiện không? Có Hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có Hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết. Nhưng mà với mình á thì là mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có Hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là Hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ổng ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi săn là ổng khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa săn vô thuốc kích đẻ thôi là ổng đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời ơi, con sợ lắm. Thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngán á. Dạ đúng rồi, chồng con ngén 9 tháng 10 ngày. Họ ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị nó mẫu. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó. Con cũng đi khám, thì đợt bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc ngén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm á là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Thì cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em, cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Có. Con chắc chắn rồi. Chắc chắn luôn. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng? Con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái 4 giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, đào học viên thì ở nước tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa Cường? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ khó nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên con dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Ghiền rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không, nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con, dạ có. Chắc chắn luôn. Là mua lộn, thôi nhưng mà đó là cũng là cái tật xấu đó. Nhưng mà con xài tiền chồng con, chứ tiền con thì con để dành. Đó, thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao, còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ, vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thương đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con. Cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng đó, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Cảm ơn. Các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi. Yeah. Vậy luôn hả Trang? Sau đó con thấy trời ơi, xong vợ con bảo sao mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời người ta rồi. Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, bạn nó đi tự nhiên xông thẳng vô nhà xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng số 1. Hey. Chào. Trời ơi, bên em có đối thủ rồi. Đó. Đây thật, ngồi đi cưng. Mời. Ngồi đi. Thôi bây giờ trước tiên chúng ta giới thiệu về mình đi nào.
Lời đầu tiên cho phép A Tuân và Quỳnh Trang xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Lời chào trân trọng. A Tuân hiện tại đang làm chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông cho các tập đoàn, rồi có một công ty giải trí riêng, và trước đây thì là ca nhạc sĩ. Tuổi A Tuân là 36 tuổi ạ? 36 tuổi. 36 nhìn chững chạc ghê không? Rồi, mời vợ của A Tuân. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và anh Phúc Thần ạ. Con là Trương Quỳnh Trang, là bà xã của anh A Tuân. Hiện con đang có một spa là chuyên về nail và gội đầu, và có kinh doanh trầm hương và đá phong thủy ạ. Anh nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con nhỏ lắm. Con năm nay là 26 ạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giây phút đầu tiên mà các bạn chạm mặt nhau. Đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu gặp nhau là con có, ngày xưa con có công ty mỹ phẩm. Thì con có tìm hiểu trên mạng xã hội rồi trên Google này kia thì con thấy ông xã con đang là đứng top đứng top về marketing, rồi PR chiến lược cho các nhãn hàng. Thì con có chủ động con liên hệ và để phát triển cái thương hiệu của con. Thì ngày đầu tiên gặp nhau cũng chỉ để bàn công việc thôi. Thế là xong, sau đó hốt con luôn. Sau đó thì hốt con. Nhưng mà ngày đầu tiên khi mà con nói chuyện với anh, con cảm nhận anh là con người như thế nào? Lúc đó thì cũng chưa có tình cảm nhiều, thì thấy là nghiêm túc và chững chạc, với lại anh có rất là nhiều cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái tư duy tốt cho người gặp. Là thấy tin tưởng và ấm áp, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà con thích ảnh không? Lúc đó thật sự là chưa đâu ạ. Lúc đó là chắc hình như cũng sợ em lắm, tại em nghiêm hay sao, với lại đầu chọc anh em mình nhìn ngầu lắm. Nhưng mà còn Tuân thì sao? Cái công việc của Tuân thì chắc có lẽ là gặp các cô gái trẻ đẹp xinh tươi là cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Dạ. Thế mà lần đầu tiên gặp Quỳnh Trang thì thấy thế nào? Trong công việc thì em có làm việc với rất là nhiều người đẹp qua các vai trò, nhiều khi là giám khảo các cuộc thi hoa hậu, rồi em đứng vai trò ông bầu phía sau hay là những ấy, thì em gặp có nhân duyên gặp rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bà xã em có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những người khác. Em gặp rất là nhiều các chiêu trò rồi các thế này kia, chưa kể mình chuyên là người lên chiến lược và chuyên xử lý các những cái đó, thì cuối cùng là người chiến thắng được mình là người chân thành, là đổ gục được mình. Thời điểm đó cũng giống như rất là nhiều các cô gái đến bên cạnh con, tại vì vợ con thì từng chứng kiến thôi ở nhà là rất là nhiều cô gái đến chăm sóc, người tới giặt đồ, người tới nấu cơm, người tới dọn dẹp này cái kia, chứng kiến trước mặt luôn. Rồi nhiều khi các cô gái mà thấy vợ em xuất hiện là nhiều khi còn hăm bởi quánh vợ em luôn. Ôi ôi, vậy luôn hả Trang? Làm cho con ghen mà không ngờ là con không có ghen. Thôi cái đó là sao rồi? Bây giờ mình đang hỏi cái giây phút đầu tiên các bạn gặp nhau đó. Đó thì chắc có lẽ là ở cô này, chắc Tuân phát hiện ra cổ có một cái điều đặc biệt hơn các cô gái kia, đó là cái sự chân thành. Chân thành. Có nghĩa là lần đầu gặp là Tuân đã cảm nhận được cái điều đó ở cô gái này rồi, đúng không? Dạ, tại vì... Sao hay vậy? Tại vì em xuất phát từ nhà quê, với lại mình có thiền nữa, thành ra mình... Cảm nhận hơn sâu. Trực giác hơi bị tốt, đúng không? Trực giác hơi bị tốt. Dạ. Rồi sau đó là chắc chắn phải có những cái cuộc gặp mặt tiếp theo nữa. Bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Em có quan sát thì vợ em khác với các bạn nữ khác ở một cái là các bạn khác đến với em, đến bên cạnh em cảm nhận được cái gì đó, về một cái gì đó. Còn vợ em thì không giống như những các bạn khác, là vợ em lại, tại vì mình đàn ông mình hay lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, đôi khi mình lại không có trọn vẹn được cái chuyện gia đình, những cái chuyện nhỏ. Thì vợ em lại thay thế em chăm sóc cho bố mẹ em, chăm sóc cho em mọi người. Tại vì ngày xưa là em không tính lấy vợ, và em nuôi cháu, nuôi các thứ mọi người ấy. Đó, tính đi tu quá chị. Thì vợ em lại lấp được, làm thay cho con những chuyện đó. Chăm sóc. Và em nhìn những hình ảnh đó là em lại thích. Dạ, em cực kỳ thích những cái đó. Bao lâu thì coi như con quyết định là coi như con tỏ tình với bà xã? Tức là con dành bao nhiêu lâu để con quan sát vợ con á? Con nghĩ là con sống khá là thuận tự nhiên á. Rồi để mọi thứ nó đến nó cũng không có tỏ tình cũng rất chơi. Là tự nhiên. Qua một năm đó thì tình cảm cả hai cùng có, thì mới mở lời với nhau, mới chấp thuận cho
qua nhà này kia chứ đúng không cô? Vợ con rất là may mắn khi gặp con ở cái chỗ này. Sau này là trước khi gặp con, vợ con tốn rất là nhiều tiền cho những cái nơi này nơi kia, một tiền mà về quảng cáo bia sản phẩm rất là nhiều đã cho nơi này nơi kia nhưng mà không hiệu quả. Sau đó con đấy, trời ơi, xong vợ con bảo sau mới gặp anh sớm hơn thì tốt. Thật ra sau này con đâu có lấy tiền đâu. Lấy sao được, con lấy nguyên cái cuộc đời ta rồi. Thế thì khi mà quen một cái người mà lớn tuổi hơn mình, lại là một người rất thành công, và là một cái người mà thường xuyên tiếp xúc với các mỹ nữ làm trong nghề này, thì gia đình của mình Trang á, Có e sợ không? Có cản trong khi Trang quá trẻ. Ngày đầu tiên khi mà em dẫn vợ em về em hỏi cưới á, về nhà vợ má vợ có bảo là nhìn con phong độ như thế này rồi gái con theo con nhiều làm sao mà con thương nó lâu được, sao mà con chung thủy được thế này mà sao mà cưới được, rồi con có hứa là chắc chắn là con sẽ yêu với lo cho nó thứ không, thì con chỉ trả lời là con không thích hứa, tính của con không thích hứa, tại nói thì ai cũng nói được, bây giờ con có thể nói ôi con thương lắm, ai cũng thể miệng ai cũng thể nói được hết. Dạ, mà quan trọng là vợ con sống có xứng đáng với con không. Hay quá. Dạ, cho nên con không thích nói, con thích hành động thôi, hai người có sống có xứng đáng với nhau hay không thôi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại vì con không có cái định hướng là con sẽ lấy vợ, con định là con không lấy vợ. Dạ. Thế thì cái lý do gì mà con lại quyết định là cưới Trang? Đúng rồi. Thời điểm đó con có nói với vợ con một chuyện là hiện tại đây là đang là trong cái giai đoạn mà sự nghiệp con đang phát triển rất là tốt, đang rất thăng hoa. Cho nên là con không muốn có em bé trong cái thời điểm này lúc đang quen. Và đừng để con đóng vai ác, tại vì con không ghét nhất chuyện người phụ nữ dùng em bé để mà níu buộc, để mà khống chế người đàn ông. Con cực kỳ ghét cái chuyện đó. Đúng là mọi thứ của cuộc đời con thì vận hành hoàn toàn theo tâm linh. Trong một lần về Bình Phước á, Bình Phước có một cái đền thờ tự nhiên bốc cái lá thăm. Thăm lại ghi rất là rõ là người tu được phước trời cho, năm sau sẽ có quý tử nối ngôi. Và tự nhiên lá thăm đó là biết là năm sau có con trai rồi. Và tự nhiên năm sau có bầu thật, có con trai thật là Simba nhà mình á cô. Simba mà nó giống y chang Tuân. Ừ. Vui lắm, Facebook mà hai cha con giống nhau mắc cười muốn chết luôn á. Lúc nó còn nhỏ đó, hai cái đầu trọc lóc y chang nhau vậy đó. Có theo dõi Facebook. Em có thấy là từ khi mình cưới vợ thì cuộc sống của mình nó thay đổi hơn rất nhiều không? Nó có hai mặt anh ạ. Từ khi có vợ thì em bắt đầu em phải thích nghi một cái chuyện mà cũng hơi khó. Hơi khó là ngày xưa có rất là nhiều phụ nữ quan tâm theo đuổi, rất là nhiều phụ nữ hay chăm sóc cho mình. Từ khi lấy vợ vào thấy bắt đầu các cô không dám chăm sóc nữa. Thì đúng rồi, sao dám? Dạ. Cũng cả một thời gian mới gọi là thích nghi được với cái mới điều thích đó. Thích nghi được cái cảm xúc đó, dạ, đúng không? Cái đó. Nhưng mà còn Trang thì sao? Hồi nãy con nói cái vụ mà có người mà chọc con, mà gọi là chọc cho con phát ghen lên á, mà con không thèm ghen á. Dạ đúng rồi, vợ chồng con đang ở nhà thì bạn nó qua nhà chơi, xong rồi lúc đó chưa phải là vợ chồng, lúc đó gọi là mới gọi là có cảm tình, có thương nhau. Bạn nó đi tự nhiên xong thẳng vô nhà, xong chạy lại ôm hôn anh Tuân. Lúc đó phản ứng của Trang sao? Con bình thường đi ra ngoài rửa chén, quét nhà, ai thích làm gì làm. Bạn đó là rất là thích em. Bạn đó là một trong những bạn rất là thích em, nhưng mà bạn đó cứ nghĩ là đó là cảm giác chiến thắng. Đó là cái rất là dở. Hoặc là ví dụ mà có qua bên nhà em cái là xong bạn đó chụp một tấm hình bức cửa sổ, xong bạn ấy đăng lên Facebook là một đêm hạnh phúc. Đó, có nghĩa là rất là nhiều trò. Thế em ngồi em mới cười, trời ơi, chỉ có chân thành mới hạ gục được em thôi, chứ chiêu trò này chẳng có giá trị gì với em cả. Đây không phải là người mà... Thế là cái cô gái mà đi quét nhà với rửa chén là dính đó. Đúng rồi. Là chân thành đó. Ok. Đây là người phụ nữ mà... chảnh nhất trong những người phụ nữ mà con từng gặp. Chảnh với con nhất. Nhưng mà mình lại yêu cái đó, dạ, ghê chứ đúng không? Cái đó. Nhưng mà chảnh nhưng mà chân thành. Chảnh nhưng chân thành. Cái đúng không của em? Mình nó sẽ là của mình. Đó. Rồi bây giờ hai đứa ở với nhau được mấy năm rồi con? Tụi con là từ 2018. 4 năm. Nghe nè. Tới đây sẽ là đến cái phần gọi là khui cái tật xấu. Sao cái cặp này em nghi là ông Tuân này ông không có quá ta? Đâu cứ để Trang nói. Thế ông chững chạc. Trang nói có với anh. Có bằng khuôn đi chứ. Có cái tật ca nhạc sĩ mà ban ngày thì không có đánh đà hát hò đâu. Cái ban đêm
12 giờ 1 giờ sáng. Trời ơi. Cầm guitar hát ính nổi trong nhà. Giấc trưa thì cầm guitar đi khắp hành lang trong nơi ở hát hò vô thang máy. Cái âm thanh kia. Hành lang nó vọng nó rất là đã, ôm đàn hát trời nó sướng lắm. Nhưng mà bà con người ta thích không Tuấn? Chung cư cực kỳ khoái em. Trời, chung cư lại mê em lắm. Ông mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, năng lượng yêu đời mà. Cái đó là ban ngày thôi chứ còn ban đêm mình cũng buồn ngủ muốn chết đi á. Có thù với âm nhạc cô ạ. Suốt ngày nói em có thù với âm nhạc mà không phải. Rất là khó chịu. Rồi còn gì nữa không? Không biết có khó tính không ta? Khó chứ, cực kỳ khó. Dễ với người ngoài nhanh nhưng mà khó với người nhà, đặc biệt là vợ luôn. Ví dụ khó những khó những cái tính là như thế nào? Từ cách ăn, cách nói, cách mặc. Tức là tật khó với con á, đúng không? Không phải là khó với vợ con, mà con có một cái nguyên tắc chung của cuộc đời con. Ở bên cạnh con tuyệt đối không được nói ngôn ngữ tiêu cực. Con cực kỳ ghét, con căm thù cái điều đó. Đó, ví dụ buồn thì không được nói buồn, phải nói là không vui, chưa vui. Não mình sẽ in cái từ vui trong đầu. Đó là năng lượng tích cực, nó sẽ cho hay mình quá. Năng lượng và chữa lành được bệnh tật. Đó, nó rất là trí tuệ. Đó, những cái khó khăn của em thật ra nếu mà áp dụng cực kỳ định. Tại vì chữa được bệnh tật, nó mang năng lượng để mà làm động lực được cho mọi người. Còn khi mà nếu mà suốt ngày buồn chán, nghĩ những cái tiêu cực thì sẽ không làm được cái gì. Đây, nó nghe nè anh suy nghĩ, cái thời gian đầu về ở chung chắc Trang áp lực lắm đúng không? Chưa thích nghi anh. Mà luôn luôn là bị cũng như là... Cấu. Là... là đang nói xong cái ổng sửa lưng hả? Dạ. Yeah. Hả? Là khó chịu lắm không? Hoài, khó chịu. Nhưng mà ăn mặc thì sao? Ăn mặc có khó khăn. Ăn mặc thì kín đáo nhưng mà phải tinh tế, không có hở hang hay là khoe da khoe thịt đại khái là như vậy. Nhạc sĩ chắc là lãng mạn lắm chị. Nhạc đại với ống không hề. Ai cũng nghĩ là nghệ sĩ là lãng mạn lắm này kia nhưng mà không hề. Lãng nhất hả? Tại em lãng mạn em bị bắt bài rồi. Em là không thích tặng hoa. Tại vì ngày nào nhà em cũng là ngày lễ, ngày Tết hết. Ngày nào cũng là ngày vui. Thế cho nên là không có nằm trong cái cứ tới ngày này là phải là lễ. Đó, rồi ví dụ mà em hay có những cái ví dụ vợ ơi, tối nay chồng không về nha, chồng đi qua đêm nha. Xong lù lù em đứng trước cổng về cái trước cho bà bất ngờ. Mà hình như bà bắt bài được sau này bà ấy không bất ngờ nữa. Tại vì cứ như bị hoài đúng không? Một hai lần đầu thì ok mình tin ha. Đúng rồi, bực lúc đầu bực lắm. Đi. Xong. Xuất hiện như là khỏi. Thôi ơi. Bắt bà hết rồi. Vậy con mong mỏi Tuân thay đổi cái gì? Thực ra thì cuộc sống vợ chồng con hiện tại cũng rất là vui vẻ. Dạ, tại vì sau thời gian dài thì mình cũng đã thích nghi, mình cũng đã cái gì đúng sai thì mình cũng đã học hỏi và chịu thay đổi. Hiện tại là mình đã sửa đổi rất là nhiều nên thành ra mong lúc nào cũng vui vẻ như vậy được rồi. Bây giờ con, tới Tuân đó. Con vợ con còn có cái tật nào chưa tốt, mình không nói tật xấu nha. Không được nói chữ đó. Thật ra thì đặc tính thì phái nữ là thích nói hơi nhiều một xíu. Thì con nghĩ cái đó cũng không phải là tật xấu, chỉ là đôi khi những lúc con không chưa hay thôi. Nghe những cái nói xung quanh thôi. Đó, không phải tật xấu đâu mà là tật chưa hay, nghĩa là thông qua cái cách nói của Tuân thì cô hiểu là con hơi cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Nhưng mà sau này thì hầu như không cằn nhằn nữa. Có một cái điều này là rất đặc biệt của vợ em. Có những cái trường hợp là vì công việc, vì những cái mối quan hệ và công việc của em nó rất đặc trưng, rất đặc biệt. Thế cho nên là có những lúc, ví dụ như có những cái trường hợp là em kể một câu chuyện này là có đợt con đi tiếp khách cái cô. Thì có một cái cô em gái mưa, cái cô mới nhắn tin cho vợ con. Cô nhắn tin bảo là chị ơi, anh Tuân đang ở trong kia có phụ nữ mà có dấu hiệu không lành mạnh. Đó. Xong rồi vợ con mới nhắn tin cho cô lại cô đó là bình thường mà em đàn ông đi tiếp khách mà. Xong về mới nói lại với con là anh nên coi lại con em của anh, con này không xài được, nó bán đứng anh. Đó quá. Là một cái đức tính rất là đặc biệt đúng không? Bây giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì nữa không Tuân? Con thì chỉ mong là mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi. Đừng có dễ dãi với bản thân mình quá. Rồi thôi bây giờ thực sự là theo cái trí tưởng tượng của cô là gia đình con tương đối là
gọi là không phải là đại chúng đâu nghe. Một cái gia đình tương đối là đặc biệt so với tất cả các cặp gia đình khác. Chồng của con vừa như là một người chồng, vừa như là một ông thầy, một người thầy và vừa như một người cha của con. Đúng nhưng rồi. Mà có đôi lúc lại như là một đứa con nít ở bên cạnh con, đúng không? Đúng không? Hỉ nộ ái ố đủ cả, đúng không? Lâu lâu em thử, con thử cho ghen mà không ghen nha. Có những lúc ví dụ con đi nha, cho con đi luôn. Kệ, không gọi về. Bao giờ chán thì con về. Ví dụ mà với tính của con nó cũng ngược nữa. Ví dụ mà cằn nhằn là con đi luôn. Đó, mà ví dụ mà con đang đi với bạn bè, đi với mọi người, chỉ cần nhắn mỗi cái tin: trời ơi mình nhớ chồng mình quá, là trời ơi mình nhớ chồng mình quá, quá là con mò về. Đó, thì chồng vợ con thì đang ở chơi cái chiến thuật gọi là nhu thắng cương, gọi là lạc mềm buộc chặt. Đó, kiểu vậy đó. À, và hy vọng rằng là hai bạn sẽ luôn luôn tạo những cái nguồn năng lượng tích cực hơn nữa dành cho không chỉ là dành cho mình mà còn dành cho tất cả mọi người xung quanh. Cảm ơn vợ chồng Hoa Hương đã đến đây.